Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cô Chung. Cô giới thiệu về con của cô đi ạ. Con cô là Nguyễn Thành Lân. Con cô lớn lên đi học lớp 9 xong rồi đi nghĩa vụ. Nghĩa vụ xong rồi con cô muốn tiến xa hơn nữa là con cô xin cô để xuống thành phố. Rồi con cô tự đi lái taxi. Rồi nay con cô xin nghỉ. Nên con cô giờ đang đi học trường kịch của sân khấu của chị Hồng Vân. Dạ. Tính cách của anh như thế nào ở nhà cô? Con cô rất dễ thương, hoạt bát và hòa đồng, trinh thuận với hòa. Dạ, giờ bây giờ chỉ xài đúng một từ về ảnh thì cô xài từ nào? Từ là cô xài từ chính. Chính. Chính? Tại chính. Sao là chính ạ? Con cô đã có một lần có gia đình và đã đổ vỡ. Nên bây giờ con cô nói mẹ ơi, mẹ xuống đây tìm cho con một nàng râu rất dễ thương để về con là chín chắn. Dạ, cảm ơn cô rất nhiều. Đây là một cái sự chia sẻ rất là chân thành đến từ mẹ Chung. Không biết gia đình mình có câu hỏi nào không ạ? Con chào cô ạ. Dạ, chào con ạ. Hỏi bạn bây giờ là đang học ở sân khấu kịch của cô Hồng Vân. Thế thì là bạn đã có tham gia biểu diễn ở một nơi nào đó chưa ạ? Cháu mới đi học. Cháu là đang đi lái xe cho chị Ngân Quỳnh. Dạ, tức là học ở sân khấu kịch Hồng Vân xong rồi còn vẫn là đi lái xe để mà có thu nhập đúng không ạ? Nói thiệt mà không sao, chỉ chân thật. Thì cho con hỏi là thu nhập thì một tháng của bạn thì là bao nhiêu ạ? Theo cô hỏi thì nói chắn thu nhập cũng được mười mấy triệu. Dạ. Bạn là con thứ mấy trong nhà hả cô? Lân là con thứ tư. Cô được bốn người con, ba gái một trai, có một mình Lân là trai. Dạ. Xin phép cô cho con hỏi cô một câu ạ. Con trai cô là năm nay bao nhiêu tuổi ạ? Con trai cô năm nay được 32 tuổi không? Dạ vâng ạ. Và con muốn biết là lý do tại sao mà cái cuộc hôn nhân trước của anh ấy ạ lại bị đổ vỡ ạ? Thì hồi xuống đây là vợ chồng sống kiểu không hòa đồng. Rồi nó về với cô mà từ hồi cô cưới tới giờ không có về nhà cô, không có làm dâu cô ngày nào hết. Rồi nó nói thôi vậy là không có về báo hiếu cho cha mẹ. Chia tay. Là nó sống là cách là ở bên nhà gái chứ không chịu về bên nhà trai. Dạ. Con xin lỗi cô và con muốn hỏi cô một câu. Cái lý do chia tay thì có phải là vì mẹ chồng không ạ? Không, không có về làm dâu cô ngày nào. Cô rất dễ, con dòm cái mặt cô coi. Cô có ngạo không? Từ hồi cưới là cắn ớt thì cô nói chuyện như thường quá. Cô kể cho con nghe, cô cũng làm dâu Úc, cô biết. Vợ của con cô đi làm nhà hàng nước ngoài, rồi không về nhà cô luôn. Chỉ lâu lâu về thăm cô chút rồi đi thôi chứ không có ở với cô ngày nào hết. Cô ơi, có phải lý do là vì cái chị vợ đấy rất là hư hỏng đúng không ạ? Không, cái đó là cô không hiểu được. Tại vì vợ chồng sống ở thành phố, cô không biết được. Tại vì cô không gần gũi, cô không biết được. Dạ, dạ. Dạ vậy thì hai người đã có con riêng với nhau chưa cô? Có được một đứa con, nhưng mà hồi đó ở bên ngoài. Rồi sanh bên ngoại, rồi bên ngoại nuôi tới giờ cũng ở bên ngoại luôn, chứ không có về nhà cô. Và hiện tại là anh đang ở nhà chung với cô? Giờ hiện tại ở thành phố. Dạ. Rồi lâu lâu mới về thăm cô, ở đây cũng, đi làm đây nè. Cũng ở mình hả cô hả? Ở mình. Cô ơi, cho con xin phép chào hỏi con. Là cháu là con của anh Luân á, có lần nào về bên nội lần nào chưa ạ? Lâu lâu thì ba nó có về chở thì nó có về. Dạ. Rồi hiện tại là cả bên nội và bên ngoại đều chu cấp cho cháu hay là chỉ có mỗi bên ngoại hay không? Luân đi mần một tháng cũng chu cấp cho con tháng 2 triệu. Dạ. Sau khi em nghe chia sẻ về người đàn ông đã có vợ, đã có con thì em cảm nhận như thế nào? Thật sự là em thì em không phân biệt là đã từng lập gia đình hay là chưa. Nhưng mà em suy nghĩ một điều, tại vì là em cũng làm về diễn viên và cái nghề này đi rất là nhiều. Và anh cũng sắp làm đồng nghiệp của con thì con thấy nó có một cái chút là tương đồng tí xíu. Con cứ dòm cô coi sao là con cô ấy vậy đó. Mẹ sao con vậy đó. Dễ thương. Con chị ta rất là dễ thương. Dạ, vỗ tay cho cô. Cảm ơn cô rất là nhiều ạ.